Wow, con tôm quá trời bự luôn. Đây bỏ con tôm vô. Wow, có khó nè các bạn. Wow, anh nghĩ là chắc chín rồi đó Nhi. Các bạn. Wow. Nè, các bạn thấy không? Cực kỳ ngon luôn. Cũng. Không. Khai trương kênh anh em họ Bùi. Rất vui vì các bạn đã xem video từ anh em mình. Ngon quá. Ngon quá. Đó chính là món tôm nướng trái dừa. Đấy, các bạn có thể thấy đây chính là một trái dừa rất là to. Cái tôm này á, thì là mẹ mình mua. Con tôm này á, các bạn, là con tôm xuống biển các bạn. Cái này nó mình đánh bắt ở ngoài biển á, chứ không phải là con tôm ở nuôi đâu các bạn. Nuôi nó không có lớn như thế này được. Thì cái này 1kg là 350 các bạn. Hai anh em mình đã chuẩn bị một dĩa này nè, để làm món tôm luộc trái dừa cho các bạn nha. Các bạn thấy không, con tôm rất là to, bằng cả bàn tay mình luôn nha các bạn. Đấy, con tôm rất là to và bự. Thì một con này á, là nó tầm khoảng là được 100g nha các bạn. Và tôm này á, là tôm sú giấy. Thì cái da nó sẽ hơi vàng vàng. Và cái thịt của nó ăn sẽ rất là ngọt. Và nó được đánh bắt từ biển rất là xa nha các bạn. Nên giá trị của nó cũng rất là cao. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi làm món ăn nha. Luộc nước dừa, con tôm để vô trái dừa. Đó, ông quay đi, đó, con tôm đó. Tôm, bỏ con tôm vô. Đó. Wow, con tôm quá trời bự luôn. Đây, bỏ con tôm vô. Đó, xếp bỏ con tôm vô. Bỏ con tôm vô. Đây, hết dĩa tôm là đầy một trái dừa luôn. Đó, đầy trái dừa rồi. Nước dừa vô, đây, nước dừa đổ vô. Đổ không cần ngập tôm đâu. Rồi, đó, đổ vậy thôi cho mà thấy có nước là được rồi. Rồi, rồi sau đó mình... giờ đậy cái nắp lại. Có thể mình nêm nước được không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu mang đi nướng nha. Đây là con tôm của mình nè. Con tôm mình để ở trong đây. Nước dừa mình đổ gần ngập thôi, các bạn đừng đổ ngập. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bật bếp lên. Nãy giờ thì mình đã để trái dừa lên rồi đó Nhi Bùi. Em thấy cái mùi thơm nó như thế nào? Rất là thơm luôn. Nó thơm như là dứa. Trái dứa. Các bạn nướng trái dừa nghe nó có mùi thơm y như là trái dứa luôn. Mà nó có cái độ nóng. Để mình coi thử.
Wow, nó có cái độ nóng mình, nó hơi hơi nóng, ấm ấm rồi. Nước vẫn chưa sôi. Nước vẫn chưa sôi nha các bạn. Nãy giờ mình nấu khoảng tầm, nãy giờ hai anh em mình nấu khoảng tầm hơn 1 phút rồi nha. Nhưng mà nước chưa sôi nên mình tiếp tục đậy nắp lại và mình đợi nữa nha. Các bạn thấy đây chính là dòng sông của quê mình. Đấy, các bạn nhìn thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Sáng nay trời mới mưa xong, thì hồi sáng mình có quay cảnh mưa rồi. Chút nữa mình sẽ chiếu cái cảnh mưa để lại cho các bạn xem. Với sáng nay trời mới mưa xong nên nó rất là mát. Mà tới trưa thì trời nó nắng lên. Đây, cái dòng sông này á, tàu thuyền chạy rất là nhiều nha, rất là đẹp. Nhiều cá lắm các bạn. Sắp tới mình sẽ làm những cái video làm bẫy cá ở đây để mình giới thiệu cho các bạn. Thì cá ở sông này nó cũng lớn, cá rô, cá chạch, cá sặc. Lâu lâu thì có thể dính lương nữa. Thì để hôm sau mình sẽ làm những cái video đó. Thì các bạn muốn đón xem thì đừng quên bấm đăng ký và bấm cái nút chuông để nhận thông báo từ bên mình. Thì khi đó các bạn mở lên các bạn xem sẽ thấy được cái video của mình đầu tiên. Và trong những ngày thứ bảy thì chúng mình sẽ làm những cái video về câu đố và cũng như là có thưởng. Thì nếu mà bạn nào tham gia thì có thể nhận được thưởng nha. Wow, cảnh rất là bình yên, rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình đi vào trong để mình thăm trái dừa của mình nướng tới đâu rồi nha. Wow, trái dừa của mình nướng bây giờ nó đã vàng cái da bên ngoài rồi nè. Các bạn nhìn thấy không? Nó có cái độ cháy ở bên ngoài rồi nè. Cái đít dừa chắc cháy lắm rồi. Thì nó bắt đầu nóng vào trong rồi đó. Để mình kiểm tra thử cái nắp nó. Wow, có cảm giác nóng lên trên luôn rồi các bạn. Wow. Nghe cái mùi rất là thơm, thơm của mùi lá dứa. Mình nghĩ đây là cái vỏ dừa nó cháy lên nó thơm như vậy đó. Nếu mà bạn nào chưa biết thì các bạn cứ làm thử món này ở nhà rồi mình ăn coi như thế nào. Rất là thơm nha. Do mình không có bếp than nên mình sẽ dùng bếp ga. Nếu bạn nào có thể bắt bếp than thì chúng ta cứ dùng bếp than nha. Nó sẽ cháy từ từ và nó nóng đều lên. Còn đây mình dùng bếp ga để mình nướng tiết kiệm thời gian. Các bạn ơi, sau khi mà mình đã nấu được khoảng gần 2 tiếng rồi các bạn, thì đây là con nước nó sôi rồi các bạn. Tôm mình thấy nó đã đổi màu qua màu đỏ rồi nè. Đó các bạn thấy không? Tôm mình nó chắc là mình nghĩ là nó sắp chín rồi các bạn ơi. Khói nó khói nè, nó nổi lên. Tập bây giờ mình sẽ gấp thử nó lên coi như thế nào rồi đi chi. Đây mình gấp thử con tôm lên cho các bạn xem nha. Wow, nó khói nè các bạn. Và anh nghĩ là chắc chín rồi đó Nhi. Để mình để vào trong mình nấu thêm một khoảng thời gian ngắn nữa đi. Để cho nó sôi thêm một chút nữa. Thì cái khoảng thời gian mà mình nấu thì lửa rất là nhỏ các bạn. Lửa nhỏ và mình nấu rất là lâu. Thì cái đít của cái trái dừa này đã khét hết rồi. Nếu mà các bạn nấu bằng bếp củi hoặc là bếp than á, thì chúng ta sẽ nấu chúng ta sẽ dùi cho nguyên cả trái dừa vào trong luôn. Nhưng mà mình nấu bếp ga thì mình chỉ tiếp xúc được cái phần đít chút xíu thôi, nên nó lâu chín hơn. Và mình nấu khoảng gần 2 tiếng thì nước nó mới bắt đầu nó sôi từ nãy tới giờ. Nó các bạn thấy nó bốc khói luôn nè. Bây giờ em rách ra thử đi. Để mình coi thử coi nó có chín hết chưa. Mình nghĩ bây giờ chắc nó chín rồi đó. Bây giờ mình sẽ rách nó ra để mà ăn luôn nha các bạn. Nên mình nghĩ gì là chắc chín rồi. Thôi rồi, nóng chín này. Rất không được, khó gấp quá các bạn ơi, tại con tôm rất là bự. Nó chín nó sẽ co rút lại. Wow, đây là dĩa tôm nướng trái dừa, còn cái nước dừa nữa nha các bạn. Bây giờ thơm quá các bạn ơi. Rất là thơm cái mùi trái dừa nha các bạn. Tôm mình nè. Sau
khi mình đã nấu xong thì mình đã đổ ra cái tô. Cái tôm của mình thì gồm có là tôm nè các bạn, nhìn thấy không? Tôm đã chín, nóng quá. Với nước dừa, nước dừa đã sôi lên và ở đây mình sẽ chấm với cái loại đó là loại niêm, niêm mì ra. Bên cạnh đó thì mình để cái trái dừa này ra đây rồi để mình chút nữa mình múc cái trái dừa ở trong đây nè, mình ăn cho nó béo nha các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn coi nha. Ăn trái dừa hả? Cái dừa các bạn, nó chín mềm rất là ngon nha. Thơm lắm. Nó thơm cái mùi của tôm á, của hải sản á các bạn. Cộng với cái nước. Wow. ngon quá. Ngon nha anh Nhi. Trái dừa ngon. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái con tôm. Mình sẽ lấy một con tôm để mình ăn nha. Mình lấy con tôm bự đi luôn nha các bạn. Mình lột con tôm này. Rất là nóng luôn. Nhi, đừng lấy một con đi. Nước này nóng. Wow, cái gạch trứng của các bạn ơi. Thì mình sẽ ăn thử con tôm coi nó ngon không. Rất là ngon luôn. Nè, mình sẽ lột cái vỏ này ra nha. Để show cho các bạn xem. Của bên nó còn tươi đó các bạn, nên lột ra nó rất là thơm và nó thơm cái mùi ghẹ luôn. Ăn thịt nó rất là ngọt, các bạn thấy không? Wow. Rồi bây giờ mình sẽ ăn con tôm này nha các bạn. Chấm thì là nhiều hơn. Wow. Sao nó dính cái đầu lên. Nè, các bạn thấy không? Cực kỳ ngon luôn. Đây các bạn ơi. Wow. Rất là ngon. Ngon quá. Tôm này to rồi đó. Cái mùi nước dừa nó thấm cho con tôm cực kỳ ngọt. Còn con tôm ăn nó dai, nó thơm mà nó rất là béo luôn, ăn nó ngọt lắm. Tóm lại là ngon lắm các bạn. Giờ mình sẽ ăn thêm một con tôm nữa nha. Wow, ngon quá Nhi ơi. Cũng cực vô. Khai trương kênh anh em họ Bùi. Rất vui vì các bạn đã xem video từ anh em mình. Ngon quá. Ngon quá. Giờ bắt tôm tươi lắm các bạn. Giờ mình đã uống thử miếng nước nha. Wow, nước dừa rất là ngọt, mát. Tôm rất là tươi và ăn rất là tốt, rất là ngon các bạn. Cực kỳ ngon luôn. Nếu bạn nào có điều kiện thì chúng ta cứ làm món tôm hấp trái dừa. Hoặc là các bạn có thể nướng trực tiếp trên lửa, hoặc là các bạn có thể hấp trong nồi. Mà ăn đều ngon hết. Wow. Ngon mát. Rất là ngon. Ăn cái dừa cũng hay. Nóng nóng. Nó vẫn còn rất là nóng. Rất vui vì các bạn đã xem video từ channel anh em họ Bùi Vlog của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên bấm đăng ký channel anh em họ Bùi Vlog của Quảng Bùi và Nhi Bùi để đón xem những video mới nhất từ chúng mình nha. Đừng quên bấm nút chuông phía dưới để nhận video sớm nhất khi mà chúng mình up clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.